Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung Quốc cần gấp rút ngăn xung đột Nga-Ukraine leo thang. Ngày 27 tháng 8, ông Lý Huy, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á Âu, đã tổ chức một cuộc họp với các đặc phái viên nước ngoài tại Trung Quốc. Đại diện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài, tờ China Daily đưa tin, cuộc họp được tổ chức sau khi ông Lý kết thúc chuyến thăm ba nước gồm Brazil, Nam Phi và Indonesia, nằm trong khuôn khổ vòng ngoại giao còn thoi thứ tư bàn về cuộc xung đột Nga-Ukraine từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8. Trong buổi họp, ông Lý cho biết cộng đồng quốc tế đang quan ngại sâu sắc về sự leo thang và nguy cơ lan rộng hơn nữa của cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhiều quốc gia tin rằng nhiệm vụ cấp bách là hạ nhiệt tình hình. Ông Lý cho biết tất cả các bên đều lo lắng rằng các nước phương Tây sẽ tiếp tục nới lỏng các điều kiện để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí được viện trợ. Và những diễn biến gần đây của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã xác nhận những lo ngại đó, đề cập đến cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh kết của Nga. Đặc phái viên Trung Quốc cũng đã khuyến khích nhiều nước tạo điều kiện và giúp đỡ hai bên xung đột nối lại các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp. Ông Lý cũng kêu gọi những bên liên quan tập trung vào việc kết hợp các nỗ lực hòa bình và thúc đẩy một giải pháp công bằng và chính đáng. Cũng trong cuộc họp này, ông Lý cáo buộc một quốc gia cụ thể đã sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để đổ lỗi cho Trung Quốc. Ông Lý nói rằng bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp, quốc gia đó đang đe dọa các nước có quan hệ kinh tế và thương mại bình thường với Nga. Ông Lý không nêu tên quốc gia cụ thể, nhưng Bộ Thương mại Trung Quốc hôm ngày 25 tháng 8 cho biết họ phản đối mạnh mẽ việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 400 tổ chức và cá nhân mà Washington cho là đã hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine, bao gồm các công ty Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Nga ngày thứ hai liên tiếp tấn công UAV tên lửa khắp lãnh thổ Ukraine. Tờ Kiev Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 27 tháng 8 đã làm 8 người chết và 34 người bị thương. Theo đó, Nga ngày 27 tháng 8 tấn công kết hợp vào Ukraine trong đêm thứ hai liên tiếp, được cho là sử dụng 81 máy bay không người lái UAV tấn công Sahi và 10 tên lửa. Tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Oleksiy nói rằng chỉ trong đêm ngày 27 tháng 8, lực lượng Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Kinza từ máy bay MiG-31K, 5 tên lửa hành trình KH-101 từ máy bay ném bom Tu-95, 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 1 tên lửa hành trình Iskander-K. Ông Oleksiy lưu ý rằng 5 tên lửa hành trình KH-101 và 60 UAV đã bị hệ thống phòng thủ Ukraine đánh chặn. Thủ đô Kiev ngày qua chứng kiến các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa Nga kéo dài trong khoảng 8 giờ. Không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo. Khoảng 10 UAV và một số tên lửa đã bị bắn hạ gần Kiev. Người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Serhiy Popko cho biết thêm rằng mọi thứ bay đến Kiev đều bị phá hủy. Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov nói rằng có 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này ngày 27 tháng 8. Ông Fedorov cho hay một số ngôi nhà đã bị hư hại do các vụ nổ và mảnh vỡ từ cuộc tấn công. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong ngày qua. Theo tỉnh trưởng Dnipropetrovsk, ông Sahi Lysak, tỉnh trưởng Kharkiv Oleh Sinihupov báo cáo về 4 người bị thương sau cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa Iskander nhằm vào một cơ sở hạ tầng ở tỉnh này. Tỉnh trưởng tỉnh Kherson, ông Oleksandr Prokudin nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này hôm ngày 27 tháng 8 là 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Một số cơ sở hạ tầng quan trọng, các cơ sở y tế và giáo dục, các tòa nhà cao tầng, nhà ở và các công trình khác hư hại. Tổng thống Ukraine tiết lộ sơ bộ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tấn công tỉnh Kursk là một phần của kế hoạch kết thúc chiến tranh với Liên bang Nga. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc chiến với Liên bang Nga cuối cùng sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Kiev phải ở thế mạnh. Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ ông sẽ trình bày kế hoạch liên quan với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như với hai người kế nhiệm tiềm năng của ông Biden là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, ông Zelensky cho biết thêm,
hoạt động xâm nhập tỉnh Kursk của Liên bang Nga tới nay đã kéo dài 3 tuần, là một phần của kế hoạch đó. Nhưng kế hoạch này cũng bao gồm các bước khác trên mặt trận kinh tế và ngoại giao. Nhà lãnh đạo Ukraine không giải thích thêm về các bước tiếp theo, nhưng cho biết ông cũng sẽ thảo luận về kế hoạch này với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và có thể là cả với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Ông Zelensky hy vọng sẽ đến Mỹ vào tháng 9 tới để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, và ông đang chuẩn bị gặp người đồng cấp phía Mỹ Joe Biden. Theo hãng tin Reuters, phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy ông coi diễn đàn tiềm năng chính cho các cuộc đàm phán là hội nghị thượng đỉnh quốc tế tiếp theo về hòa bình, nơi Kiev đã tuyên bố muốn Moscow có đại diện. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của Kiev được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 vừa qua đã loại trừ Liên bang Nga một cách rõ ràng. Trong khi thu hút hàng chục phái đoàn nhưng không có phái đoàn từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp nỗ lực của Kiev nhằm giành chiến thắng ở phía nam toàn cầu. Cũng trong tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ ngừng bắn và đàm phán với Kiev ngay khi Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mới của Nga và từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đến ngày 12 tháng 8, ông Putin tuyên bố Moscow không thể đàm phán với những kẻ tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự một cách bừa bãi, trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Phát biểu tại họp báo hôm 27 tháng 8, ông Zelensky cũng nói rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk đã làm giảm số lượng chính phủ trên khắp thế giới kêu gọi Ukraine thỏa hiệp với Liên bang Nga để chấm dứt chiến tranh và từ bỏ nhiều vùng lãnh thổ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, Kiev đang tiếp tục đạt được tiến bộ trong sản xuất vũ khí trong nước và đã tiến hành thử nghiệm đầu tiên tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước. Ông Zelensky không giải thích thêm về các bước tiếp theo, nhưng cho biết ông cũng sẽ thảo luận về kế hoạch này với Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và có thể là cả với ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, hai ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông sẽ đến Mỹ vào tháng 9 để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York với kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Mỹ. Trước đó, ngay sau khi Ukraine kéo quân tấn công vào Kursk, Tổng thống Nga Putin khẳng định không thể tiến hành các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky nói Ukraine tấn công tỉnh Kursk vì thiếu vũ khí tầm xa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trong những lý do khiến quân đội nước này tấn công tỉnh Kursk của Nga là nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt tên lửa tầm xa. Sự hiện diện của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk và những nỗ lực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa của Nga trên chính lãnh thổ của họ cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí tầm xa, ông Zelensky nói vào tối 26 tháng 8. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng các khu vực mà từ đó Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine là tỉnh Kursk và Belgorod, cũng như các vùng biên giới khác của Nga, Biển Đen và bán đảo Crimea. Mỗi cuộc tấn công của Nga đều cho thấy tính cấp thiết của việc cung cấp đủ vũ khí tầm xa cho lực lượng phòng vệ Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã thảo luận với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky về phản ứng của Kiev trước các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào hôm 26 tháng 8. Nga được cho là đã phóng 236 vũ khí tầm xa vào Ukraine, chủ yếu nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, lực lượng phòng không Ukraine, đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái tấn công. Ông Zelensky và ông Syrsky thảo luận về việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 và hoạt động quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!